Quý vị mới đây một vụ đánh ghen gây náo loạn trên phố Trần Phú, Hà Nội, khiến các con phố quanh khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Đêm ngày 13 tháng 4, đại diện công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời 3 người liên quan trong vụ đánh ghen ở đường Trần Phú về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố Trần Phú, ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu Kia trong xe người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô đòi những người trong xe ra ngoài xung quanh có nhiều người quá khích la hét cổ vũ thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe bên trong xe cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài đây là chồng tôi người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhận thông tin sự việc, công an phường Điện Biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự. Liên quan đến vụ việc, người phụ nữ đạp vỡ kính xe cắn rách tai cô gái bị người vợ nghi là nhân tình của chồng người Thanh Hóa, liệu người vợ sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào với hành động giận quá mất khôn của mình? chứng kiến người từng cùng mình đổ ấp tay gối nay ngã vào lòng người phụ nữ khác nhiều người vợ không thể giữ nổi bình tĩnh thậm chí kéo cả làng đến tận nơi dằn mặt nhân tình vừa qua câu chuyện về một người phụ nữ nhảy lên nóc capo chiếc ô tô đạp vỡ kính vào xe lôi cô gái trong xe ra cắn rách tai đã khiến cho dư luận nổi lên tranh cãi kịch liệt sự việc diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ trèo lên chiếc ô tô rồi dùng chân đạp vỡ kính, sau đó mở cửa xe và tung cước với cô gái, bị người vợ cho là nhân tình của chồng. Nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn, hậu quả là cô gái ngồi trong ô tô đã bị cắn bị thương một phần bên tay trái. Từ quá trình vận động của cơ quan công an, tối 23 tháng 10, người phụ nữ tên Hát có hành động nhảy lên nắp capo đạp vỡ kính ô tô đã đến công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trình diện. Theo lời khai ban đầu của chị Hát, sinh năm 1992, trước đó tình cảm vợ chồng chị có xích mích. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hát đang đi siêu thị mua đồ thì bắt gặp chồng chở theo một người phụ nữ bên trong ô tô, do ghen tuông nên xảy ra sự việc trên. Được biết cô gái ngồi trong xe bị chế hát cắn tai đã được đưa từ bệnh viện đa khoa hợp lực cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên cô gái này đã chuyển ra Hà Nội điều trị. Một lãnh đạo công an thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, trước đây gia đình anh Hát kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngày 22 tháng 10, có cô nhân viên 18 tuổi từ trong tỉnh Hậu Giang ra Thanh Hóa. Anh Hát lên sân bay, cảng hàng không thọ xuân Thanh Hóa đón về. Cùng lúc đó, vợ anh Hát theo dõi và xảy ra sự việc sau khi đoạn clip được chia sẻ dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhiều chị em vẫn bày tỏ quan điểm đồng cảm với người phụ nữ này một số khác thì buồn thay cho chị vợ và cho rằng chị đã bị hành xử dại dột khiến cô gái bị thương nhưng cũng đẩy mình vào tình thế nghiêm trọng có thể vi phạm pháp luật luật sư Trịnh Công Minh đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết những kiểu dàn mặt như thế là không đúng với pháp luật tùy vào mức độ mà có thể bị pháp luật chế tài về hành chính hoặc trách nhiệm hình sự Đối với hành vi của người phụ nữ trên, luật sư Trịnh Công Minh đánh giá có thể người phụ nữ này sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành vi sau. Thứ nhất là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Nếu đây không phải xe của hai vợ chồng mà là ô tô của người khác và người đó yêu cầu giám định giá trị tài sản thiệt hại của chiếc xe. Nếu giá trị tài sản thiệt hại dưới 2 triệu đồng sẽ bị xử phạt 3 đến 5 triệu đồng về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân tổ chức theo khoản 2 điều 15 Nghị định 144 2021. Trường hợp giá trị tài sản thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp đặc biệt theo luật định và chủ xe có đơn trình báo, người phụ nữ sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng trở lên. Thứ hai là hành vi cố ý gây thương tích Kết quả giám định tỷ lệ thương tật sẽ là căn cứ để xác định chế tài hành chính hoặc hình sự. Nếu bị xử lý hành chính, người phụ nữ sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng theo khoản 5 điều 7 nghị định 144 2021. Còn nếu xử lý hình sự sẽ căn cứ theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 mà đưa ra mức phạt có thể sẽ bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng trở lên. Thứ ba là hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Người phụ nữ giàn mặt cô gái nơi công cộng có thể còn bị xử lý vi phạm hành chính theo Điều 7, Nghị định 144-2021 hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây dối trật tự công cộng theo Điều 318, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Mức phạt tiền lên đến 8 triệu đồng khi bị xử lý vi phạm hành chính hoặc phạt tiền đến 50 triệu đồng, phạt tù đến 7 năm khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù chưa biết việc đúng sai ra sao cô gái ngồi trong xe ô tô có quan hệ tình cảm với người chồng trong vụ việc hay không nhưng với hành động không đúng chuẩn mực pháp luật và đạo đức xã hội của mình người vợ có thể sẽ phải đối mặt với ba tội danh liệu vụ việc sau khi được cơ quan công an tiếp nhận sẽ đi về đâu tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo Thưa quý vị, ghen thì ai cũng biết, nhưng ghen sao cho thông minh để không tổn hại mình mà vẫn làm tiểu tam bẽ mặt lại là chuyện tưởng khó mà dễ, tưởng dễ nhưng lại khó không tưởng. Khó nhất là phải ổn định tinh thần, không để sự nóng giận bốc cháy ngùn ngụt, ngụt để rồi hành động mất lý trí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chỉ mới cách đây hơn 3 tháng thôi, một vụ dàn mặt chồng và tiểu tam ở thành phố Thái Nguyên đã nhận được sự vỗ tay tán thưởng từ cộng đồng mạng bởi người vợ xử lý khá thông minh. Vậy làm thế nào để đánh ghen đúng cách? Quay trở lại với mạng xã hội hơn 3 tháng trước, một clip được dân mạng chia sẻ rầm rộ có nội dung một người phụ nữ leo lên nắp capo chiếc ô tô màu đỏ, cầm điện thoại chụp liên liệm vào trong xe. Đó là vụ việc xảy ra vào ngày 15 tháng 7 ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo nội dung clip, người phụ nữ mặc váy tím chặn đầu xe hộp Mazda 3. Người này cầm điện thoại quay hai người ngồi bên trong. Khi chiếc xe cố bỏ đi, người phụ nữ trèo lên nắp capo. Khi hai công an đến hiện trường, người phụ nữ trình bày tài xế ô tô là chồng chị này đang chở bồ. Người phụ nữ mặc váy tím đề nghị người thân lấy giấy chứng nhận kết hôn để trình bày với công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc và giải quyết. Làm việc với những người liên quan, từ câu chuyện trên mới thấy chẳng có màn tung cước nào xảy ra, cũng chẳng phá hoại tài sản hay chửi bới. Người vợ chỉ cầm điện thoại, quay lại hình ảnh chồng và bồ để làm bằng chứng. Chị này còn tỉnh táo trình bày và xin lỗi công an về hành động của mình, kèm giấy chứng nhận kết hôn để chứng minh quan hệ. Vậy ghen như thế này là đúng cách hay chưa? Theo luật sư Trịnh Công Minh, pháp luật Việt Nam có những quy định rất rõ về nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong hôn nhân. Đặc biệt liên quan đến vấn đề ngoại tình, pháp luật cũng đã có những chế tài với hành vi vi phạm. Cụ thể tại điều 59 Nghị định 82/2020 quy định người đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ sẽ bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng. Nếu đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc làm cho quan hệ hôn nhân của một trong hai bên dẫn đến ly hôn thì có thể xử lý hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, mức phạt từ cảnh cáo đến phạt tù một năm theo Điều 182 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Chính vì thế, để ghen đúng pháp luật, nạn nhân nên thu thập được chứng cứ chính xác, chứng minh quan hệ ngoại tình của vợ hoặc chồng với tình nhân để khởi kiện đối phương. Từ cơ sở đó, tố cáo đến các cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hậu quả gây ra do hành vi ngoại tình mà đối phương có thể bị xử lý theo mức phạt tương ứng. Trong một số trường hợp, nạn nhân có thể được hưởng lợi khi chia tài sản chung. Bởi theo quy định tại điểm D, khoản 2, điều 59 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ của vợ chồng là một trong các yếu tố được xem xét để chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Dẫu biết của hôn nhân không vẹn toàn, không hạnh phúc là điều đau khổ nhất và cũng khó chấp nhận được việc tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp người phụ nữ khác. Nhưng giận quá dẫn đến hành vi không đúng mực sẽ chỉ làm sự việc trở nên tồi tệ hơn. Theo lời khuyên từ luật sư, các chị em không may rơi vào trường hợp các ông chồng ham của lạ chán cơm nhà, chẳng cần phải đau to bố lớn, gõ chống đánh chiêng để làm xấu mặt bồ nhí và tổn hại mình, mà cần bình tĩnh, chuẩn bị, thu thập đầy đủ chứng cứ. Còn lại, hãy để pháp luật thực thi nhiệm vụ của mình. Vị giờ đây sau vụ việc đạp vỡ kính xe ô tô khiến cô gái ngồi trong xe của chồng rách tai, người phụ nữ ở Thanh Hóa có thể đối mặt với ba tội danh. Hy vọng rằng qua vụ việc này, dù có nóng giận đến đâu, các chị em cũng cần ngồi lại bình tĩnh hơn một chút, không nên giận quá mất khôn khiến bản thân mình rơi vào vòng lao lý. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.